Chào buổi sáng tất cả các em Bạn nào đã dậy rồi nhở Các em ơi dậy thôi dậy thôi Chúng ta vẫn còn đang bắt đầu chiến dịch này Các bạn đã dậy chưa Alo alo Chị ở đây rồi Còn các bạn thì sao nhở Đã có bạn nào dậy cùng chị chưa nào À, ok, đã có những bạn đầu tiên đây rồi May quá, hôm nay chị vẫn có các bạn đồng hành ừ, Xin chào Giang, xin chào Hồng Tươi, xin chào các em Hôm nào chị cũng thấy Hồng Tươi là một trong những bạn đầu tiên vào xem luôn Giỏi quá, được không nào? Ừm <laughs> Ok, xin chào Thùy Dương, xin chào Bổn Tâm, xin chào các em ừ. Uhm. À ok, xin chào Trần Hải Đăng ừ, uhm, Xin chào các bạn À đây, còn tăng nhau vào học nữa này, tốt quá ừ, uhm, Ngân làm, ok Xin chào Hướng Dương Hương Dương à, à ok Xin chào Bảo Di. ừ, uhm, Ngọc Phú, những cái tên quen thuộc Chị rất vui vì các bạn trong một tuần này nhưng mà các bạn rất nghiêm túc với chiến dịch mà mình tham gia. Hãy cố gắng đến cuối cùng các em nhé. Chúng mình sẽ chỉ còn ngày hôm nay, ngày mai và ngày kia nữa thôi là chúng ta kết thúc chiến dịch này rồi. Chị mong rằng là dù kéo dài không lâu nhưng mà chiến dịch này sẽ giúp cho các bạn phần nào có thêm những cái góc nhìn mới, có thêm những cái cách viết mới trong quá trình viết văn của mình nhá. Ừm, uhm, ok. Rồi, xin chào. Xin chào các em. Đó <laughs> Và nếu như các bạn thấy chiến dịch này bổ ích thì đừng quên ủng hộ chị bằng một cách là chúng ta sẽ chia sẻ những phần phát trực tiếp như thế này để nhiều bạn biết đến hơn nhá. Ừm, ok. Ngày hôm nay thì chị đã sửa được cái trụ điện thoại của mình rồi, nên là các bạn sẽ không phải nhìn một cách đau mắt nữa. Rất <laughs> là vui đúng không? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ không học một cái dẫn chứng liên quan đến tác phẩm nào cả mà ngày hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang phần sử dụng dẫn chứng trong nghị luận xã hội được không? À, dẫn chứng ở đây không phải là dẫn chứng người thật việc thật mà là sẽ chú trọng cung cấp đến cho các em những đoạn thơ này hoặc là những cái lời nhận định hay ho các em có thể áp dụng vào bài viết của mình nhé được không? Ừ. Và chúng ta lại quay trở lại với cái hình thức là Trong một buổi học Trong vòng khoảng 30 phút thôi Thì chúng mình sẽ học thuộc được, được ít nhất là hai dẫn chứng Rồi Có bạn nào hóa hức đến buổi ngày hôm nay không? Các em có hay sử dụng những cái câu nhận định Những cái lời triết lý Hoặc là những cái đoạn thơ hay ho Trong bài văn ban... à, Hoặc là trong đoạn văn nghị luận xã hội của mình không nhỉ? Các em có thường hay sử dụng không? Ừ. Nếu như bạn nào tham gia chiến dịch viết, luyện viết nghị luận xã hội cùng với chị rồi Thì chị cũng hay đọc lên những cái bài văn mà Trong đó, những cái bài văn, những cái đoạn văn Mà trong đó sử dụng rất nhiều những cái nhận định Hoặc là sử dụng rất nhiều những cái câu thơ Mà các bạn, khi mà chị đọc đến đấy thì các bạn hay tâm đắc lắm Được không? Thì ngày hôm nay chị cũng sẽ cung cấp đến cho các bạn hai đoạn thơ Mà chúng mình có thể sử dụng trong rất nhiều những đề bài khác nhau Ừ Đó <laughs> các em ơi nhanh chóng gọi bạn bè vào học giúp chị nhé không thể để là ngày hôm nay lại ít người xem hơn hôm qua được chúng ta phải cố gắng tăng thêm nhiều thêm nhiều bạn tham gia vào chiến dịch chứ đúng không xong rồi cứ mỗi ngày giảm đi một ít giảm đi một ít thì chị cũng không biết phải lấy động lực ở đâu để tiếp tục cùng với các em nữa đây à các bạn ít sử dụng đúng không rồi không sao hãy thử nhé mình hãy thử thử nhiều những cái cách viết khác nhau chị biết rằng là mỗi bạn sẽ có một cái chất văn khác nhau tuy nhiên thì sẽ không có vấn đề gì nếu như mà mình mua luôn muốn phong phú thêm cho cái cách viết của mình mà đúng không nào đó thì tham gia chiến dịch này mong rằng là các em sẽ được khám phá thêm nhiều những cách viết mới ừ ok xin chào savia ừ xin chào bổn tâm à rồi đó nhá chúng mình cố gắng nhá ừ xin chào nguyễn thị hương rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với buổi học ngày hôm nay luôn này chúng ta sẽ đến với những cái dẫn chứng liên quan đến cái gì ạ liên quan đến nghị luận xã hội nghị luận xã hội các em nhé à đây đó về nghị luận xã hội thì đầu tiên chị có một dẫn chứng rất quen thuộc với các bạn rồi các em đã từng nghe đến cái câu đó là sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình chưa nhá Thì bây giờ chị sẽ cung cấp cả một cái đoạn thơ gồm 4 câu thơ để cho các em nắm được này Đầu tiên chúng ta có dẫn chứng 1 Dẫn chứng này là dẫn chứng liên hệ nhá Chúng mình hay sử dụng để trích dẫn ý Đó là Nếu là con chim là chiếc lá thì chim phải hót, chiếc lá phải xanh. Rồi gì nữa nhỉ? Lẽ nào vay mà không trả? sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình đây là những câu thơ của nhà thơ tố hữu ok chưa nhá yeah trong mùa xuân nho nhỏ á không phải đây không phải là bài thơ mùa xuân nho nhỏ em nhé đây nếu chị nhớ không nhầm thì là bài một khúc ca xuân của tác giả tố hữu được không nào đó ừ uhm. Một câu thơ này các em có thể thử tra à, khi mà chúng mình nghe uh, kiểu như là chúng mình đột nhiên nghe được một cái câu thơ mình tâm đắc nhưng mà không biết tác giả cũng không biết tên tác phẩm thì các em hãy cố gắng nhớ được một câu ở trong câu thơ đó trong cái đoạn thơ đó xong rồi chúng mình lên mạng ấy chúng mình gõ nguyên suy si cái câu đấy ra ví dụ như là em chỉ biết đến cái câu là sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình sau đó em chỉ cần gõ cái câu sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ra đấy ở trên mạng ấy sử dụng google ấy là người ta sẽ ra cả đoạn thơ cho mình luôn Nhá, đó ừ, Đấy cũng là cái cách mà chị hay sử dụng để tra lời bài hát Có <laughs> nghĩa là nếu mà nghe được một cái đoạn bài hát nào Mình thấy hay mà không biết tên ấy Thì chị sẽ cố gắng nhớ được cả cái đoạn đấy Xong rồi gõ ra trên Google là ra ngay ấy mà Được không nào Viết ừ. nửa trang thì có nên dẫn thơ không chị Thứ nhất nhá Là chị có một số những lưu ý đối với các bạn Khi mà chúng mình viết này nếu viết bài văn thì chúng mình trích dẫn ra rất là tự do đúng không nhưng mà nếu viết đoạn văn thì các em có thể sử dụng là chúng mình viết trên cùng một dòng và chúng ta sẽ dùng dấu gạch chéo để ngăn cách giữa các câu thơ để chúng mình đảm bảo cái hình thức là một đoạn văn nhá. Với cái thứ hai nữa là nếu như mà viết nửa trang thì các em cũng phải khéo léo khi mà chúng mình đã đưa rất nhiều dẫn chứng và bàn luận rất nhiều rồi thì các em có thể uh, tiết chế lại, không cần phải bắt không không ai bắt buộc các em là đoạn văn nào, bài văn nào cũng phải liên hệ mở rộng bằng những cái câu thơ hoặc là bằng những cái câu nhận định hay được không? Nhưng mà nhưng mà ấy Ừ, nếu như thường chúng ta mở đoạn hoặc là kết đoạn bằng một cái lời dẫn dắt của mình Thì các em có thể vượn, mượn và vận dụng những cái câu thơ như thế này Để mở đoạn hoặc là để kết đoạn Tạo cái sự lắng động hoặc là tạo cái sự độc đáo hơn cho bài viết của mình Chị lấy ví dụ nhá Nếu như mà để bài yêu cầu chúng mình là bàn luận về lối sống hoặc là bàn luận về cái tinh thần cống hiến của giới trẻ hiện nay chẳng hạn ví dụ như vậy nhá đó thì chúng ta có thể viết đó là tôi vẫn còn nhớ nhà thơ tố hữu đã từng viết trong tác phẩm của mình nếu là con chim là chiếc lá thì chim phải hót chiếc lá phải xanh lẽ nào vay mà không trả sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình à cách sống ấy lối sống biết cống hiến sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình chắc hẳn là một lẽ sống đẹp mà mỗi người thanh niên cần phải có ví dụ như vậy để chúng mình dẫn dắt thì nó sẽ giúp cho cái đoạn văn của mình nó mềm mại hơn được không hoặc là khi mà mình kết đoạn ấy khi mà mình kết đoạn mình sử dụng những cái câu thơ như thế này nó cũng sẽ giúp cho cái phần kết đoạn của mình nó không bị uh, khô cứng như bình thường các bạn hay viết đó chính là uh, các bạn hay viết là kiểu bản thân tôi hiểu được vai trò của việc cống hiến tôi sẽ luôn luôn cố gắng hoặc là tự nhận thức được và tuyên truyền đến bạn bè sẽ cùng nhau có cái lối sống đẹp như vậy để cùng nhau xây dựng cho cuộc sống phát triển hơn thường là cái cuộc sống phát triển hơn này, này hoặc là xây dựng ước mơ của mình này rồi tiến đến thành công hơn kiểu như thế hay nó thường là những cái lời kết đoạn cho chúng mình đúng không thì ở đây chúng ta có thể viết đó là à hiểu được vai trò của sự cống hiến trong đời sống mỗi người hãy tự hãy luôn luôn tự nhắc nhở mình hai chấm đúng không hai chấm trích cái đoạn này ra nếu là con chim là chiếc lá thì chim phải hót chiếc lá phải xanh lẽ nào vay mà không trả sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình Em không hiểu câu thơ số 3, lẽ nào vay mà không trả? Ở đây nhá, chị sẽ giải thích toàn bộ cái đoạn thơ này. Theo cái cách hiểu của chị, các em có thể hiểu như sau là nếu là con chim là chiếc lá thì chim phải hót, chiếc lá phải xanh, có nghĩa là mình phải làm tốt được cái công việc của mình đúng không? Con chim thì việc của nó là phải hót, chiếc lá thì việc của nó là phải xanh. Ở đây phải hót và phải xanh, nó là cái lẽ đương nhiên và nó cũng là cái việc mà việc mà con chim, việc mà chiếc lá có thể cống hiến cho đời, có thể hiến dâng cho đời những cái gì đẹp đẽ nhất của bản thân mình, đúng không? lẽ nào vay mà không trả? nghĩa là ở đây mình có thể đừng hiểu một cách nó thu hẹp lại là việc vay mượn ở trong cuộc sống, vay mượn tiền bạc hoặc là vay mượn cái gì mà ở đây lẽ nào vay mà không trả? em có thể hiểu đó là mình sống ở trên đời ấy. Mình được sinh ra và lớn lên đã là mình đã có cái sự vay mượn từ những cái ở công sức từ những cái tấm lòng từ những cái tình yêu thương của cuộc đời của mọi người đối với mình rồi thì bây giờ việc của mình đó là sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình, hiểu không? Cái việc vay này này em có thể liên hệ đối với cái việc nhận riêng mình này này Hiểu không? Mình nhận về rất nhiều những cái yêu thương, rất nhiều những cái kỳ vọng, rất nhiều cái sự san sẻ từ mọi người thì chúng ta không thể là chỉ biết nhận mà không biết cho, chúng ta không thể chỉ biết vay mà không biết trả, hiểu không nào? Nhá. Đó. Rồi. Các bạn đã hiểu hơn chưa? Ok chưa? Đó thì cái câu thơ này nhá, đoạn thơ này các em có thể sử dụng để liên hệ mở rộng đối với những cái vấn đề sau. Đó là khi mà chúng mình bàn luận về tình yêu thương này. về sự sẻ chia này hoặc là sự cống hiến được không nhá mình có thể sử dụng cho rất nhiều những cái vấn đề ừ đúng rồi đấy có bạn người nói là này cái trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng ok chưa nhá ừ rồi bình thường cái đoạn thơ này thì quen thuộc với các bạn rồi đúng không? Mình đọc lại hai ba lần nữa thôi nhá Xong rồi chúng ta sẽ chuyển sang một cái dẫn chứng tiếp theo này Nếu là con chim là chiếc lá Thì chim phải hót, chiếc lá phải xanh Lẽ nào vay mà không trả Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình Ok không? Nhá đó thì chị cũng đã gợi ý cho các bạn cái cách mà chúng mình sử dụng đoạn thơ này vào phần mở đoạn này và phần kết đoạn này. Còn trong quá trình viết bài mà chúng ta đột nhiên thấy cái mạch viết của mình nó phù hợp với việc trích dẫn cái đoạn thơ này ra thì các em hoàn toàn có thể áp dụng nhé. Ừ, có cái cách học chúng mình vẫn sẽ áp dụng giống như trong nghị đoạn văn học đó chính là chúng ta sẽ có hai buổi để tập trung học thuộc những dẫn chứng, sau đó buổi cuối cùng thì chị lại cùng với các bạn chúng ta đúc rút ra những cái cách để áp dụng những dẫn chứng đấy vào bài như thế nào ok chưa nhá rồi thì đây là dẫn chứng đầu tiên rất dễ thuộc đúng không chắc là các bạn đã nắm được hết dẫn chứng này rồi nó quá quen thuộc rồi nhưng chị vẫn muốn nhắc lại để coi như là một cái dẫn chứng phổ biến xem các em áp dụng ra sao các bạn đã thuộc chưa nhở các em đã thuộc dẫn chứng này chưa chị chuyển sang dẫn chứng tiếp theo được chưa nào các bạn ơi chị chuyển sang dẫn chứng tiếp theo được chưa trả lời cho chị biết nhá được không nào không chị lại sợ là chị nhanh quá thì các em lại không nắm được <laughs> à đúng rồi, thuộc luôn rồi nhở Dẫn chứng này đơn giản, chính xác, đúng rồi đấy Nhắc đến thôi là các bạn đã thấy quen thuộc rồi Và người ta cũng rất hay có thể sử dụng cái đoạn thơ này Để làm cái vấn đề, làm cái đề bài cho chúng mình bàn luận Thì như chị vừa mới giải thích Các em có thể hiểu theo cách đó Để cảm nhận cái triết lý, để cảm nhận cái bài học Cảm nhận cái thông điệp mà Tố Hữu muốn gửi gắm Thông qua đoạn thơ của mình các em nhé Ok chưa? À, chiến dịch gieo văn này diễn ra trong vòng một tuần, 7 ngày luôn là từ thứ hai cho đến chủ nhật luôn nhá em nhé. Rồi ok, bây giờ sẽ chuyển sang dẫn chứng thứ hai cùng với chị này. Dẫn chứng này thì chị đảm bảo là các em sẽ thấy nó hơi lạ lẫm một chút. Dẫn chứng thứ hai. Nếu như bình thường nhá là chúng mình bàn luận về tình yêu thương về sự sẻ chia thì chúng mình sẽ tìm đến những đoạn thơ mà nó mang cái thông điệp tích cực à, Ví dụ như đoạn thơ này hoặc là đoạn thơ uh, hoặc là đoạn thơ hoặc là câu hát um, đó là gì nhỉ Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không Để gió cuốn đi đúng không? Nhưng ở đây chị sẽ đem đến cho các bạn một cái đoạn thơ mà chúng ta sẽ đề cập đến một cái thứ mà nó đối lập với cái sự yêu thương, đó là sự ghét bỏ lẫn nhau. Các em thử nghe xem sao nhé. Tôi không hiểu. Khi ngoài kia gió bão, những hàng cây cũng đổ dạp cả rồi khi sinh mệnh dễ tàn như bóng nến con người vẫn bền bị ghét nhau. Ok chưa ạ? Đó. Đây là những câu thơ của tác giả Nguyễn Thiên Ngân, một nhà thơ trẻ. được không? ừ, uhm, đó, được chưa? nhá, <laughs> à, các bạn hỏi chị rất nhiều, rất nhiều những cái chủ đề, rất nhiều những cái đề tài khác nhau, thì trong khuôn khổ một buổi chúng ta không thể học thuộc hết tất cả những cái dẫn chứng như vậy được. chị sẽ cố gắng cung cấp để cho các bạn những cái dẫn chứng mà nó có thể áp dụng trên nhiều những cái vấn đề như thế này còn nếu như mà các bạn muốn tìm thêm nhiều dẫn chứng thì thứ nhất là chúng ta có thể chủ động thứ hai là các em có thể tham khảo cuốn sổ tay nghị luận xã hội mà chị đọc lên rất nhiều những cái bài và sử dụng những dẫn chứng hay như thế cái thứ ba là chị sẽ sắp xếp thời gian để biên soạn một cái bộ tài liệu chuyên về dẫn chứng liên hệ mở rộng như thế này được không? Để cho các em có thể áp dụng nhé. Còn trong khuôn khổ một buổi thì thay vì là chúng ta nghĩ đến quá nhiều những cái nhu cầu của mình thì hãy cùng với chị tập trung để học đến đâu chúng ta hiểu đến đấy và học đến đâu biến luôn kiến thức đó là hành của mình nhé. Hiểu với chị không? Ừ. Đó, thì các em có nhìn rõ đoạn thơ này không? Như bóng nến nhá, được không? Như bóng nến. Đó. Chị rất ấn tượng với những câu thơ này của tác giả Nguyễn Thiên Ngân Đặc biệt là hai câu thơ cuối này Khi sinh mệnh dễ tàn như bóng nến Sao con người vẫn bền bị ghét nhau Thường bền bỉ sẽ gắn với những cái giá trị tốt đẹp đúng không? Thường bền bị là khi mà người ta cố gắng, người ta không bỏ cuộc Người ta cứ ngày này qua tháng nọ làm một cái điều gì đấy với cái sự quyết tâm cao nhất của mình Nhưng ở đây lại là bền bị ghét nhau bền bỉ ghét nhau nghe nó rất là đau đớn và xót xa đúng không nhưng đó cũng chính là cái thực trạng trong xã hội bây giờ mà sao người ta lại dễ dàng ghét bỏ nhau trong khi là cái quan trọng là phải luôn luôn yêu thương nhau cơ mà tại sao người ta cứ hay nhìn vào những cái điểm tiêu cực của nhau để mà phán xét để mà ghét bỏ trong khi mỗi người đều có những cái điểm tích cực của mình đúng không nào phải chăng là con người ta bây giờ đang khát khe hơn với mọi người, với chính mình Hay là con người ta bây giờ do bị cuốn vào cái cuộc sống xô bồ mà trở nên ích kỷ Được không? Thì các em có thể là vận dụng cái đoạn thơ này vào việc chúng mình cũng bàn luận về tình yêu thương nhá Nhưng ở đây là một cái khía cạnh đối lập Người ta không yêu thương nhau mà người ta lại bền bị ghét nhau Thì đấy cũng là một cái thực trạng của đời sống hiện nay Rồi là người ta rất khó sẻ chia với nhau Bởi vì người ta cứ luôn giữ một cái sự hiềm khích, một cái sự ích kỷ thì các em cũng có thể bàn luận về sự sẻ chia này nhưng đây sẽ là những câu thơ mà đem đến cái thực trạng đối lập rồi chúng ta cũng có thể bàn luận về sự ích kỷ này người ta cũng có thể chúng ta cũng có thể bàn luận về gì nữa ạ chúng ta cũng có thể bàn luận về cái việc đó là thấu hiểu và cảm thông cho nhau được không cái này các em cũng có thể đề cập đến tình trạng lũ lụt đến cái thực trạng lũ lụt vừa qua ở miền trung thì nó không phải là con người ta Nếu như bình thường Người ta vẫn luôn đau đáu về một thực trạng xã hội như thế nào á Một cái thực trạng xã hội suy đồi Một cái thực trạng xã hội Mà con người ta sống ích kỷ Không biết nghĩ cho nhau Nhưng nhưng cái tình trạng miền Trung Cái sự việc vừa qua diễn ra Miền Trung bị lũ lụt như vậy Thì không cần phải người ta vận động quá nhiều Không cần phải là Đau to búa lớn gì Nhưng chỉ cần nhìn thấy đồng bào của mình đang trong cảnh hoạn nạn khó khăn đó thì con người ta không còn bền bị ghét nhau nữa có thể bỏ qua mọi những cái khó khăn có thể vượt qua mọi những cái khó khăn những cái trở ngại ở trên đường để có thể vào miền trung làm từ thiện này để có thể làm sao ạ chia sẻ một phần nào đó trong cuộc sống của mình hướng đến đồng bào miền trung được không nhá thì các em cũng có thể viết như vậy rồi là khi sinh mệnh dễ tàn như bóng đến đó là khi mà cuộc sống thì ngày càng phát triển nhưng mà chúng ta càng ngày càng đối xử với thiên nhiên bằng những cái cách tàn bạo bằng những cái cách mà nó tích à, nó tiêu cực hơn thì thiên nhiên cũng phản ứng lại và khi đó thì thực sự là sinh mệnh của con người sẽ bị đe dọa vậy thì trước một cái thực trạng như vậy con người ta tại sao lại không đoàn kết tại sao lại không thấu hiểu cho nhau mà lại cứ bền bị ghét nhau đúng không thì chúng ta chỉ cần chúng mình dẫn rất khéo léo thì chúng ta có thể áp dụng được dẫn chứng này với nhiều cái vấn đề khác nhau nó đề cập đến một cái thực trạng mà um, bây giờ ấy chúng ta dễ dàng gặp đến cho nên là cái thực trạng này thì ai ai cũng có thể nhìn thấy được cho nên nó có thể áp dụng cho nhiều những cái vấn đề lắm bởi vì là cái sự ghét nhau này này cái sự ghét nhau này nó không phải là chỉ là ghét bỏ nhau nó không phải chỉ là không muốn nói chuyện với nhau đúng không mà ghét nhau ở đây các em có thể coi nó là một cái sự đối lập với cái tình yêu thương này coi nó là sự đối lập với sự sẻ chia coi đó là sự đối lập với cái sự thấu hiểu đồng cảm đối với những người trong cùng một cộng đồng Ví dụ như vậy, cứ hiểu như vậy thì chắc các em sẽ có thể áp dụng nó với nhiều những cái vấn đề khác nhau Hiểu không? Nào bây giờ sẽ cùng với chị đọc đi đọc lại đoạn thơ này để chúng mình áp dụng nhá ừ. Tôi không hiểu khi ngoài kia gió bão Những hàng cây cũng đổ dạp cả rồi Khi sinh mệnh dễ tàn như bóng nến Sao con người vẫn bền bị ghét nhau Nào các bạn ơi Các em có hiểu đoạn thơ này không? các bạn có cần đoạn nào cần phải giải thích không có câu thơ nào cần phải giải thích không đây có thể hiểu là một câu hỏi tác giả tự đặt ra với chính mình tôi không hiểu mà nhưng dường như là tác giả cũng đang khao khát tác giả cũng đang mong muốn đặt ra câu hỏi này đối với toàn xã hội tại sao tại sao khi ngoài kia gió bão tại sao khi sinh mệnh dễ tàn như bóng nến nghĩa là tại sao cuộc sống khó khăn đến như vậy tại sao những cái um, mệt mỏi những cái vất vả vẫn luôn bám víu với người ta như vậy thì con người lại không giúp đỡ lẫn nhau thì con người lại cứ ghét bỏ nhau như vậy hiểu không nhá thì đoạn thơ này không có gì quá khó hiểu đúng không không có gì quá khó hiểu nhở thì các em cứ áp dụng linh hoạt đối với những vấn đề mà mình muốn đề cập đến thôi Trước tiên là mình phải có cái nguyên liệu của mình đã Sau đó thì đến buổi chủ nhật này Khi mà tổng kết lại Chị sẽ lại cùng ngồi với các bạn liệt kê ra những cái cách mà chúng ta đưa phần dẫn chứng này vào bài như thế nào Yên tâm được không? Các bạn cứ yên tâm Nào, thấy các em thuộc đoạn thơ này chưa? Tôi không hiểu khi ngoài kia gió bão Những hàng cây cũng đổ dạp cả rồi khi sinh mệnh dễ tàn như bóng nến, sao con người vẫn bèn bị ghét nhau? hai câu cuối tách riêng được không chị? Ok Được không? Ok Các em có thể tách riêng tùy vào cái mạch bàn luận của các em ừ. Khi sinh mệnh dễ tàn như bóng nến Sao con người vẫn bền bị ghét nhau? Được không sao hết nhá Thành La nhá Không bắt buộc em là phải trích toàn bộ ra Nhưng mà chúng ta cũng có thể chỉ sử dụng một câu thơ thôi Nhưng nếu cô hãy cố gắng Hãy cố gắng là trích khoảng hai câu thơ ra Rồi xong đưa tên tác giả ra để cho người ta hiểu được là mình đang vận dụng cái ý thơ của tác giả Nguyễn Thiên Ngân. Lại nhá Tôi không hiểu khi ngoài kia gió bão Những hàng cây cũng đổ dạp cả rồi Khi sinh mệnh dễ tàn như bóng nến Sao con người vẫn bền bỉ ghét nhau Được chưa? Các bạn thuộc chưa? Các em đã thuộc chưa nào? Ừ. Và các bạn ơi các em cố gắng chia sẻ những phần phát trực tiếp như thế này nhá Thật sự là chị biết là các bạn không hiểu À các bạn không biết là lúc nào chị sẽ xóa đi đâu Cho nên là tốt nhất mình cứ chia sẻ Sau đó là mình sẽ xem lại Tranh thủ thời gian xem lại trong vòng một buổi sáng này Đấy, chị vẫn để ít nhất là trong vòng một buổi sáng Để cho các em có thể xem lại mà Nhiều bạn là nhắn tin về hỏi chị lắm Bảo là em có xem nhưng mà xong rồi em không kịp ghi lại Không kịp lưu lại thì xong rồi em bị quên những cái phần dẫn chứng đấy Em muốn tìm lại thì để tránh cái tình trạng đó thì tốt nhất là các em khi mà xem phát trực tiếp xong à, khi mà xem phát trực tiếp là các bạn lấn chia sẻ luôn nhá các em lấn chia sẻ luôn để mình có thể khi mà mình vào trang cá nhân của mình ý nó à, hiện hữu lên đấy cũng coi như là một lần tự nhắc nhở mình xem lại kiến thức hoặc là xem phần phát trực tiếp xong trong quá trình xem mình kiểu như là mình cuốn hút quá mình tập trung quá mình quên mất không ghi lại mà chỉ ngồi học cùng với chị thôi thì các em có thể xem lại luôn và ghi lại luôn nhá được chưa Ừ, kết thúc chiến dịch này mà bạn nào có cuốn sổ nhỏ của mình muốn khoe với chị là chị mừng lắm đây này vui ơi là vui luôn đấy <laughs> tại vì ngay từ đầu chiến dịch chị đã nhắc nhở các bạn khuyên các em là có thể chuẩn bị một cái cuốn sổ nhỏ coi như là một cuốn từ điển những dẫn chứng hay để chúng mình liên hệ mà được không? Thì uh, nếu như kết thúc chiến dịch này các bạn nào mà có một cái cuốn sổ đấy muốn khoe với chị này rồi tiếp sau đó các em vẫn sẽ tiếp tục cái quá trình sưu tầm và học tập của mình thì chị coi như đó là một phần thành công nho nhỏ của chiến dịch rồi. Thật sự không gì mong muốn hơn là ngoài việc cung cấp đến cho các bạn những cái niềm cảm hứng để các em có thể học tập tốt hơn. Nhá. Yeah. Rồi, thế bây giờ quay lại với dẫn chứng này thì các em đã thuộc chưa? Các bạn đã thuộc chưa nào? Đã hiểu và đã thuộc được đoạn thơ này chưa? Bởi vì là nếu không thuộc ấy thì mình khó để áp dụng lắm Nếu không thuộc thì mình sẽ rất hay rơi vào cái tình trạng bí Mình muốn muốn sử dụng những cái đoạn thơ hay Muốn sử dụng những cái cách mà mình dẫn dắt liên hệ để mở rộng cho bài viết của mình Nhưng đến lúc đấy nguyên liệu thì không có Thì mình biết dùng cái gì đây? Đúng không các em? nhá cho nên là trong cái thời gian buổi sáng rất tốt để mình học thuộc như thế này thì hãy học thuộc luôn uhm. à em ghi chúng chung với quyển vào nghị luận xã hội à được không sao hết miễn sao là mình có một cái cuốn bí kíp để mình xem lại nhở uhm. bí kíp để mình xem lại rồi các bạn thuộc rồi thế này tốt quá cố gắng lên các em nhá cố gắng lên nó có thể đưa lên mở bài được không chị được mà Mỗi đoạn thơ này đều có thể sử dụng vào mỗi bất kỳ một cái phần nào trong bài viết của mình đúng không nhưng mà thường để cho cái mạch viết của chúng ta nó không bị gò bó nghĩa là nếu như mà chị bảo là thường áp dụng trong thân bài hoặc là áp dụng trong thân đoạn là các em cứ hay có một cái suy nghĩ là à bắt buộc phải sử dụng trong thân đoạn đúng không cho nên là chị sẽ không không thể nói như vậy được chị sẽ thường hướng các bạn đến việc là mình sử dụng ở trong phần mở đoạn hoặc là phần kết đoạn để cho cái cách viết của mình nó phong phú hơn này để cho bài viết của mình nó tạo cái sự ấn tượng hơn nhá thì đấy các em có thể tham khảo còn áp dụng như thế nào thì cứ yên tâm chúng ta cứ trang bị cho mình những cái nguyên liệu nguyên liệu tốt nhất đã sau đó thì đến buổi cuối chị lại cùng với các em học tập cái cách để chúng mình đưa vào bài như thế nào giống như là buổi hôm qua ấy giống như buổi hôm qua khi mà chúng ta đã có những cái dẫn chứng liên quan đến nghị luận văn học liên quan đến những tác phẩm khác nhau rồi thì chị lại hướng dẫn các bạn những cái cách để đưa vào bài viết như thế nào hiểu không ok chưa rồi nhá vậy là các bạn ơi trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ cũng đã cùng nhau học về hai dẫn chứng liên quan đến nghị luận xã hội. Một hai cái dẫn chứng mà mình có thể áp dụng cho rất nhiều vấn đề khác nhau. Thứ nhất là những câu thơ của tác giả Tố Hữu. Nếu là con chim là chiếc lá, thì chim phải hót, chiếc lá phải xanh. Lẽ nào vay mà không trả, sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Và đoạn thơ thứ hai của tác giả Nguyễn Thiên Ngân. Tôi không hiểu khi ngoài kia gió bão, những hàng cây cũng đổ rạp cả rồi Khi sinh mệnh dễ tàn như bóng nến Sao con người vẫn bền bỉ ghét nhau Được chưa? Đó, thì đây là hai đoạn thơ mà chúng ta đã cùng nhau học thuộc trong buổi học ngày hôm nay Các em cảm thấy như thế nào? Các bạn cảm thấy như thế nào? Có vẻ là nhanh nhanh học hơn đấy nhỉ? Có vẻ là tốc độ nhanh hơn so với những buổi khác đấy Cũng phải thôi, bởi vì là cái phần này chúng ta sẽ chủ yếu là tập trung vào việc hiểu được đoạn thơ mình muốn dùng này Và thuộc được đoạn thơ mình muốn dùng Còn khi mà chúng mình học nghị luận văn học qua những cái buổi vừa rồi ấy, thì có phải là chúng ta sẽ tốn thời gian hơn ở cái việc là chị nhắc nhở các em là có thể sử dụng dẫn chứng đấy khi liên hệ với đoạn thơ nào kiểu như vậy ừ, đó thì bây giờ các bạn đã thuộc chưa các em thấy buổi hôm nay như thế nào các em thấy hai cái dẫn chứng này ra sao <laughs> à hay ạ à. Ok. Chị cũng chỉ mong được như vậy thôi. Khi mà cung cấp đến cho các bạn và các em cảm thấy hứng thú với nó thì đấy là cái điều tốt nhất rồi. Chứ không cảm thấy, chứ không thì các bạn mà cảm thấy buồn chán, các bạn cảm thấy chán nản thì chị cũng cảm thấy rất là có lỗi khi mà làm tốn thời gian của các em. Ừ. <laughs> được đúng không? Có thể áp dụng được nhỉ? Không phải là những cái gì quá xa xôi, những cái gì gần gũi với mình thôi. Rồi. Ừ. rất là cảm ơn các bạn. <laughs> đó, cố gắng nhé, cố gắng là học thuộc và sử dụng nó một cách nhuần nhuyễn. coi đây là phần kiến thức của mình luôn, biến nó thành kiến thức của mình. hãy cố gắng thử áp dụng luôn vào những cái cách viết hàng ngày của các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ có cái thử thách ngày năm như sau, nó sẽ ngắn gọn hơn, nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều. thử thách ngày năm này. ở đây chúng ta sẽ có thử thách ngày năm như sau viết em hãy viết một phần mở đoạn mở đoạn nhé hoặc kết đoạn hoặc đấy thấy chưa có nghĩa là chọn một trong hai áp dụng hai dẫn chứng trên Nghĩa là sao? Chúng ta sẽ cần ít nhất là hai phần. Chúng ta cần ít nhất viết viết ít nhất là hai phần nhé. Hai cái đoạn nhỏ xíu hoặc là kết đoạn hoặc là mở đoạn sử dụng hai dẫn chứng trên. Vấn đề mà đề cập đến thì tùy các em lựa chọn. Các em có thể tự nghĩ đề bài cho mình. Ví dụ như là bàn luận về vai trò của tình yêu thương, bàn luận về sự cống hiến hoặc bàn luận về trách nhiệm của giới trẻ trong đời sống hiện nay. Cái dẫn chứng này, à cái thử thách này không có gì là khó khăn với các bạn đúng không? Chúng mình không phải viết cả bài, chúng mình không phải viết cả đoạn Chúng mình chỉ cần viết mở đoạn hoặc là kết đoạn Có áp dụng hai dẫn chứng này thôi Dẫn chứng này áp dụng trong một đoạn này, thấy chưa? Dẫn chứng này áp dụng trong một đoạn Thế là chúng ta có hai phần rồi Các em tùy chọn nhá, có thể viết mở đoạn hoặc là viết kết đoạn Đây, thử thách như vậy ngắn gọn hơn rồi đúng không? Đơn giản hơn rồi Thì các bạn đừng kêu ca với chị là mình không có thời gian viết nữa nhá mình phải áp dụng thôi, nếu không áp dụng thì chúng ta sẽ không thể nhớ được. Nếu không áp dụng thì đoạn thơ này cũng vẫn chỉ là đoạn thơ đấy thôi. Chứ chúng mình không thể đưa vào bài được. Hiểu không các em? Nhá. Ừ, đó. Có những bạn thì rất là chăm chỉ nhưng có những bạn thì chỉ muốn xem thôi, chỉ muốn học chay như thế này thôi mà chưa muốn áp dụng, chưa muốn làm bài tập thì như vậy sẽ rất khó để có thể biến phần kiến thức này là của mình các em ạ cho nên là các em hãy cố gắng làm bài tập nhé cố gắng làm bài tập và thực hiện thử thách coi như là một cái tiêu chí mình đặt ra tham gia chiến dịch nào là phải làm hết được những cái thử thách trong chiến dịch đó rồi ok <laughs> đúng rồi sẽ có bài để nộp cho các em sẽ có một cái bài đăng ở trên fanpage ý để các em sẽ chụp ảnh lại và nộp bằng cách bình luận ở đó những cái buổi mà chị tổng hợp, những cái buổi mà chị tổng kết về cách chúng mình đưa dẫn chứng vào bài cũng xuất phát từ việc là chị đọc những cái bài viết của các em mà thấy nó vấn đề đang nằm ở đâu. Cho nên nếu các bạn không viết thì chị cũng không thể biết vấn đề của các em là gì mà chị chỉ phỏng đoán và kiểu chị chỉ suy đoán thôi, đoán là các em sẽ viết như thế này và sửa cần phải sửa như thế nào. Xong rồi nhỡ chị đoán sai thì sao? Nhỡ là chị nói những cái điều mà các em không gặp phải thì sao? Đến lúc đấy lại bảo là chị toàn nói những cái gì ấy Toàn nói những cái thứ xa xôi, những cái thứ xa vời thôi Bọn em đâu có như thế đâu Đó, cho nên là đừng để chị phải như vậy nhá Các bạn hãy cố gắng làm bài được chưa ừ. Uhm. <laughs> rồi và các em ơi buổi học ngày hôm nay của chúng mình sẽ tạm thời kết thúc tại đây nhé chị rất là cảm ơn các bạn lại thêm một buổi học nữa chúng ta dậy sớm cùng với nhau có một buổi sáng có một buổi sáng có những cái khoảng thời gian có ích để bắt đầu một ngày mới chị mong rằng là chiến dịch này Kết, uh, sắp kết thúc rồi nhưng mà các em sẽ coi đó như là 7 ngày mà chúng ta thiết lập được cái thói quen dậy sớm này 7 ngày mà chúng ta mở rộng thêm được nhiều những cái kiến thức bổ ích và các em lại có thêm cái nguồn cảm hứng để chúng mình tìm tòi thêm những dẫn chứng khác liên quan đến môn văn nhé Ừ, rất là cảm ơn các bạn và ngày mai chúng ta sẽ lại tiếp tục gặp nhau vào lúc 5 giờ 15 sáng tiếp tục với cái buổi học liên quan đến dẫn chứng nghị luận xã hội nhưng không phải là đoạn thơ nữa mà sẽ là những cái nhận định ok chưa những cái nhận định nhận định này thì chị cũng sẽ lại tìm tòi để xem có những nhận định nào mà mình có thể áp dụng được cho nhiều vấn đề nhá thường thì người ta trong những cái câu nói mà thường khi mà người ta đúc rút ra một cái triết lý nào đấy thì sẽ kiểu thu hẹp thu hẹp hơn so với quy mô của những cái đoạn thơ, những cái vấn đề lớn như thế này. Nhưng mà không sao, chị sẽ cố gắng tìm tòi những cái dẫn chứng hay mà các em gọi là lạ lẫm đi để chúng ta đem đến một cái hơi thở mới cho bài viết của mình. <laughs> Rồi ok, bây giờ thì các em hãy dành thời gian để chuẩn bị đi học đi nhá. Ừ. Rồi cảm ơn các bạn và chúc các em tiếp tục có thêm một ngày học tập, có thêm một ngày mà uh, làm việc thật là hiệu quả này, đạt được những cái kết quả cao và thực hiện được tất cả những cái mục tiêu mà mình đề ra. Ok chưa? Rồi còn bây giờ thì tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các em trong những buổi học sau. Bye bye.